Những diễn biến chiến sự mới nhất ở Trung Đông, đó là Israel dọa mở cuộc tấn công thảm khốc vào Liban. Hamas khẳng định sẵn sàng ngừng bắn và phóng thích toàn bộ con tin. Ngoại trưởng Israel hôm ngày 25 tháng 1 cảnh báo, quân đội nước này có thể mở cuộc tấn công thảm khốc vào quốc gia láng giềng Liban nếu lực lượng Hezbollah không chịu rút khỏi khu vực biên giới với Israel. Phát biểu trong cuộc gặp ngoại trưởng Italy, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Israel nêu rõ, nếu chính phủ Liban không thể yêu cầu Hezbollah rút khỏi khu vực biên giới, quốc gia Ả Rập này sẽ phải hứng chịu đòn tấn công không thể phục hồi từ Israel. Lời cảnh báo của ngoại trưởng Israel được đưa ra trong bối cảnh khu vực biên giới Israel-Liban liên tục chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt diễn ra gần như hàng ngày trong hơn 3 tháng qua giữa lực lượng phòng vệ Israel và phong trào Hezbollah. Mới nhất, trong ngày hôm qua, lực lượng phòng vệ Israel tiến hành nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào hàng loạt mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban. Theo truyền thông Israel, trong số các mục tiêu tấn công của lực lượng phòng vệ Israel có một đường băng do Iran hỗ trợ xây dựng, một trạm quan sát, một số cấu trúc quân sự cùng một số địa điểm được Hezbollah sử dụng để phóng tên lửa và xuất kích máy bay không người lái tấn công sang lãnh thổ Israel. Các cuộc không kích và pháo kích được tiến hành nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng hai máy bay không người lái của Hezbollah nhằm vào một số địa điểm quân sự ở miền bắc Israel hồi sáng cùng ngày. Về cuộc chiến sắp sửa bước sang tháng thứ tư tại dải Gaza, một lãnh đạo cấp cao của lực lượng Hamas hôm qua khẳng định lực lượng này sẵn sàng ngừng bắn và trao trả toàn bộ con tin bắt giữ trong cuộc tấn công vào miền nam Israel hôm ngày 7 tháng 10 năm 2023 nếu Tòa án Công lý Quốc tế đưa ra phán quyết kêu gọi chấm dứt chiến sự tại Gaza và Israel chấp nhận phóng thích toàn bộ các tù nhân Palestine. Vài giờ sau cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel sáng ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến 1.200 người chết và 240 người bị bắt làm con tin, quân đội Israel tiến hành chiến dịch không kích dữ dội vào Gaza, mở màn cho cuộc chiến tổng lực nhằm xóa sổ Hamas. Thống kê mới nhất của cơ quan y tế Palestine cho biết, chiến dịch tấn công của Israel đến nay khiến gần 26.000 người chết, khoảng 8.000 người mất tích cùng 64.000 người bị thương. Hầu hết thương vong là dân thường.